Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Để theo dõi liên tục những thông tin bóng đá cũng như ủng hộ cho chúng tôi, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thông tin cực vui với người hâm mộ Việt Nam từ Pau FC, cơ hội cực lớn cho Quang Hải. Quang Hải cùng các đồng đội ở Pau FC đã nhận được thông tin vui trước vòng 2 League 2 gặp đối thủ Dijon vào cuối tuần này. Cuối tuần này, Quang Hải cùng các đồng đội ở Pau FC sẽ bước vào vòng 2 League 2 mùa giải 2022-2023 gặp đối thủ Dijon trên sân nhà. Đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của đội bóng này trong mùa giải năm nay. Trước trận đấu, các cầu thủ Pau FC đã nhận được thông tin có thể coi là vui khi họ sẽ thi đấu tại Stade du Hamel, có sức chứa là 18.324 người, thay vì là sân Nottingham có sức chứa khiêm tốn chỉ 4.031 người. Lý do là bởi sân Nottingham vẫn đang trong quá trình sửa chữa một số hạng mục nên chưa sẵn sàng tổ chức trận đấu. Việc chơi ở sân vận động có sức chứa lớn sẽ là cơ hội để Pau FC nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả hơn, điều mà thầy trò Didier Thorlot đang rất cần sau trận ra quân thảm bại 0-4 trước Cunham. Về phần Quang Hải, người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi tiền vệ sinh năm 1997 sẽ chiếm được suất đá chính ở trận đấu với Dijon sau khi anh đã có 30 phút khởi đầu khá hứa hẹn ở trận đấu hầu hết các cầu thủ Pau FC đã chơi rất tệ. Việc huấn luyện viên Thorlot úp mở về việc Quang Hải sẽ được đá chính cũng đang là tin cực vui dành cho người hâm mộ Việt Nam. Cụ thể, huấn luyện viên Didier Thorlot tin rằng khi thích nghi được với môi trường thi đấu tại Pháp, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể trở thành nhân tố chủ chốt của Pau FC. Cậu ấy là ngôi sao Việt Nam, nhưng không có chuyện chúng tôi đưa cậu ấy về chỉ vì muốn gây tiếng vang. Các tiêu chí về thể thao mới là yếu tố quyết định trong việc chiêu mộ Quang Hải. Tờ Sud Aris dẫn lời huấn luyện viên Didier Thorlot. Đó là phát biểu của huấn luyện viên trưởng Pau FC trước trận ra quân của đội bóng ở mùa giải League 2 2022-2023. Một ngày sau, ông điền tên Quang Hải trong danh sách đăng ký thi đấu và tung vào sân ở hiệp 2, trận thua Cunham với tỷ số 0-4. Quang Hải vừa có màn ra mắt League 2, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất hiện ở giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Pháp. Trong khoảng 30 phút thi đấu trên sân của Cunham, một đội bóng mạnh của League 2, tiền vệ sinh năm 1997 có màn trình diễn không tệ trên phương diện cá nhân. Anh có những pha xử lý bóng nhanh, tạo cơ hội cho đồng đội từ tình huống cố định. Tuyển thủ Việt Nam vẫn trong giai đoạn hòa nhập ở đội bóng mới. Sau một tháng kể từ ngày gia nhập Pau FC, huấn luyện viên Didier Thorlot có sự tính toán sử dụng Quang Hải trong các phương án chiến thuật của mình. Điều này được thể hiện qua cách bố trí đội hình của Pau FC và cả những phát biểu của nhà cầm quân người Pháp. Huấn luyện viên Didier Thorlot tin rằng Quang Hải có thể trở thành một phần quan trọng trong đội hình của Pau FC. Tuy nhiên, trước khi làm được như vậy, tiền vệ này cần phải thích nghi được với môi trường thi đấu tại Pháp. Điểm trừ duy nhất là cậu ấy cần phải thích nghi, đặc biệt là về mặt thể chất. Chúng tôi sẽ cho cậu ấy thời gian hòa nhập, nhưng Quang Hải có thể trở thành một cầu thủ quan trọng của đội bóng, có thể tạo ra khác biệt, huấn luyện viên Didier Thorlot nhận định. Vị huấn luyện viên trưởng của Pau FC cũng nhắc lại những điểm mạnh của Quang Hải sau khoảng một tháng làm việc cùng cầu thủ này trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Nhìn chung, những nhận xét của huấn luyện viên Didier Thorlot không khác nhiều so với những suy nghĩ của ông khi mới xem Quang Hải thi đấu qua băng hình. Chúng tôi giới thiệu cậu ấy là Messi Việt Nam, nhưng cậu ấy gợi tôi nhớ đến Matteo Vanbuena nhiều hơn. Quang Hải cũng có đặc điểm tương tự. Cậu ấy chạm bóng rất nhanh, có thể thực hiện những đường truyền không cần quan sát, khả năng dứt điểm tốt và xuất phát điều luyện, huấn luyện viên Didier Thorlot nói. Rạng sáng ngày 2 tháng 8, tờ Sohu Trung Quốc đăng tải bài viết khá thú vị, trong đó có nhắc tới Nguyễn Quang Hải và bóng đá Việt Nam với hàm ý là so sánh với bóng đá Trung Quốc. Bài viết này có tiêu đề "Vấn đề cột lõi của bóng đá Trung Quốc: Liên đoàn bóng đá hành động bừa bãi nhưng chưa có ai phải chịu trách nhiệm". Bài viết này đề cập tới 6 ngôi sao châu Á trên hành trình vươn mình ra trời Âu, trong đó có Nguyễn Quang Hải của Việt Nam. Nhóm cầu thủ này đều là những ngôi sao đầy hứa hẹn, trái ngược với hoàn cảnh của tiền đạo chủ lực ở tuyển Trung Quốc, Goulet, người sắp phải chia tay giải La Liga để trở về Trung Quốc thi đấu. Tờ Sohu bình luận, cầu thủ Nhật Bản Takehide Subo chính thức chuyển từ Real Madrid sang Real Sociedad. Tuyển thủ Iran Sada Amon chính thức chuyển nhượng từ Zenit sang Leverkusen. Tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Quang Hải chính thức chuyển từ câu lạc bộ Hà Nội sang Pau FC tại Pháp. Tuyển thủ Australia Aaron Moy chuyển từ Shanghai SIP sang Celtic. Cầu thủ Hàn Quốc Min Jae chuyển từ Fenerbahce sang Napoli. Còn cầu thủ người Iraq Zidane Ibong đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Manchester United. Giữa lúc các đối thủ châu Á đang nở may nở mặt, giữa lúc một nền bóng đá ở Đông Nam Á là Việt Nam đang tự hào về Quang Hải, thì bóng đá Trung Quốc dường như tiếp tục sa sút. Trong khi nhiều ngôi sao châu Á đang vươn mình ra trời Âu, thì ngược lại, Goulet đã không còn đợt diễn ở La Liga và dự kiến sẽ phải trở lại Trung Quốc. Chặng đường của Goulet thật sự là không hề dễ dàng. Anh đã từ bỏ mức lương rất cao ở giải Super League
và quyết định sang châu Âu chơi bóng, vừa để trau dồi kỹ năng, vừa cống hiến cho bóng đá Trung Quốc. Thời gian trôi qua, một mình Guley là không đủ để bóng đá Trung Quốc giành thành tích tốt ở châu Á. Với Guley thì thời gian càng trôi, cơ hội để anh cạnh tranh suất thi đấu tại La Liga càng giảm dần. Anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Nếu Guley khăng khăng ở lại La Liga vì lợi ích của bóng đá Trung Quốc, cách tiếp cận này thực sự là vô nghĩa. Ngoài việc liên hệ một số ngôi sao châu Á, trong đó có Quang Hải để nói về thực trạng của Guley, tờ báo Trung Quốc cho rằng nền bóng đá nước này đã tụt hậu so với các quốc gia đang phát triển mạnh ở châu Á như Việt Nam hay Syria. Đánh giá thông qua vòng loại World Cup, có thể thấy bóng đá Trung Quốc đã trở thành đội hạng 3 ở châu Á. Chính sách nhập tịch hay phong trào Tây hóa đã hoàn toàn phá sản. Guley, Giang Lim Pang và các cầu thủ khác đều mất phong độ, hiệu suất suy giảm. Thời điểm hiện tại, bóng đá Trung Quốc không có ngôi sao nào sáng giá. Nhiều cầu thủ trẻ thậm chí không thể đóng vai trò chủ lực ở Super League. Bóng đá Trung Quốc tất nhiên không thể so sánh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và giờ đây thậm chí là cả các nền bóng đá đang phát triển như là Việt Nam, Syria. Theo quan điểm của chúng tôi, nguyên nhân căn bản nhất nằm ở vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Họ hoạt động rất kém hiệu quả, có nhiều quyết định sai lầm, nhưng điều đáng ngạc nhiên là đến nay vẫn chưa ai phải chịu trách nhiệm. Đây có thể là nguyên nhân quan trọng nhất khiến bóng đá Trung Quốc tụt hậu. Đối diện tin đồn bị đối xử bất công, Quang Hải nói gì? Tại vòng mở màn League 2, Pau FC đã thua Quân Kèm 0-4 trên sân khách. Ở trận đấu này, Quang Hải được vào sân khoảng 30 phút ở cuối hiệp 2 và thi đấu rất nỗ lực. Sức hút của Quang Hải với các cổ động viên là rất lớn, nên có tin đồn tuyển thủ Việt Nam bị đối xử bất công. Nhận định về vấn đề này, Quang Hải cho biết, League 2 là một giải đấu rất tuyệt vời. Người hâm mộ luôn đầy ắp trên các khán đài, tạo ra một nguồn động lực to lớn dành cho các cầu thủ. Về cơ hội ra sân của bản thân trong những trận tới thì hiện tại tôi chưa thể nói trước được điều gì. Việc để thua ở trận ra quân chắc chắn sẽ khiến toàn đội phải cố gắng rất nhiều trong những vòng đấu tới. Tôi và các đồng đội chỉ biết nỗ lực 100% khả năng trong từng buổi tập. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về huấn luyện viên Didier Thorlot. Ceci Di Almeida, tân binh câu lạc bộ Pau mùa này, thất vọng khi cùng đồng đội nhận thất bại 0-4 trước Quân Kèm ngay ngày mở màn League 2. Chúng tôi thiếu sự quyết liệt và gắn kết, tôi thậm chí không nhận ra nổi đồng đội của mình. Các cầu thủ tiếp cận trận đấu này rất tệ và thi đấu quá rụt rè. Ceci Di Almeida chia sẻ trên La Repubblica de Spagna. Ceci Di Almeida được Pau chiêu mộ để thay thế cho Quentin Daubin. Trong chuyến làm khách Quân Kèm, Ceci được tin tưởng đá chính cùng Stevie Bernat ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cựu cầu thủ PSG chơi trọn 90 phút nhưng không thể giúp đồng đội tránh khỏi trận thua đậm. Anh thừa nhận sự gắn kết giữa các vị trí trên sân là không đủ tốt, là nguyên nhân cho thất bại 0-4. Chúng tôi đã có rất nhiều pha phối hợp hỏng, đặc biệt là trong phòng thủ. Chúng tôi sẽ phải xem xét lại điều đó trong tuần. Điều quan trọng là khi thu hẹp các khoảng trống, chúng tôi sẽ có thêm một chút năng lực phòng thủ. Tôi thừa nhận các cầu thủ đã thiếu gắn kết, thiếu khả năng liên lạc trên sân. Cầu thủ sinh năm 1995 nói, khi còn chơi cho Valencia Nice ở mùa giải 2020-2021, Di Almeida cùng đội bóng đã đánh bại Pau với tỷ số 3-0, cũng ngay trận mở màn mùa giải. Di Almeida tin rằng câu lạc bộ Pau cần nhanh chóng quên đi thất bại để hướng đến diện mạo tốt hơn ở lượt tới, nơi anh và đồng đội sẽ tiếp đón Dijon trên sân nhà. Thất bại 0-4 giống như một cái tát, nhưng bạn phải giữ được thái độ tích cực để vực dậy thật nhanh. Ceci chia sẻ.